Bất Động Sản Nhà Bè xin trân trọng kính chào quý khách hàng. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin mời tất cả mọi người cùng nhau đi tham quan một căn nhà phố vô cùng là xinh đẹp nằm ngay khu dân cư Vạn Phát Hưng thuộc trung tâm quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Nhà của chúng ta có một cái vị trí rất là đắc địa, mặt tiền đường số 8 m, hai xe hơi ra vào tránh nhau rất là thoải mái. Bốn mặt đều là khu dân cư hiện hữu, tập trung rất là nhiều công ty và là khu vực mua bán tấp nập, tập trung đông người. Như trên màn hình quý khách hàng đang xem đó chính là mặt tiền chính của cái căn nhà này. Một kiểu thiết kế phải nói là vô cùng độc đáo và ấn tượng với cái phong cách tân cổ điển sang trọng, làm nổi bật lên toàn bộ kiến trúc của cái căn nhà này và không hề giống với bất cứ căn nhà nào khác trong khu vực. Còn về phần diện tích thì cũng cực kỳ là ấn tượng với một cái diện tích phải nói là vô cùng là lý tưởng, đó chính là chiều ngang 5 m và chiều dài là 20 m, kết cấu xây dựng một trệt 3 lầu đúc thực, 5 phòng ngủ rất là lớn và 6 nhà vệ sinh. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có sân thượng trước sau và một cái sân ô tô đậu xe hơi trong nhà cực kỳ là tiện dụng. Bây giờ chúng tôi xin mời tất cả mọi người cùng nhau tiến vào bên trong để tham quan chi tiết hơn về căn nhà xinh đẹp này. Căn nhà của chúng ta phải nói được thiết kế rất là đẹp và vô cùng là sang trọng, với một cái hệ thống đèn led siêu tiết kiệm điện trải dài từ ngoài vào bên trong, kết hợp với lại cái trần thạch cao mạ vàng rất là sang trọng, làm cho cái không gian nhà phải nói vô cùng là sáng và rất là lung linh. Một cái điểm đặc biệt nữa là nhà của chúng ta có một khoảng gara ô tô trong nhà vô cùng là rộng lớn như thế này, thì rất là tiện lợi cho gia đình mình để có thể đậu được ô tô từ 4 chỗ cho đến 7 chỗ, nhưng vẫn còn không gian khoảng trống rất là nhiều để cho chúng ta có thể đậu thêm xe máy và cũng có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau tùy vào nhu cầu của gia đình mình. Căn nhà mà quý khách hàng đang xem nằm tại một vị trí rất là đẹp, xung quanh là khu dân cư hiện hữu, mặt tiền đường số, cho nên xe hơi đậu trước nhà khá là rộng rãi và rất là tiện lợi, rất phù hợp cho gia đình mình thường xuyên di chuyển bằng ô tô. Từ đây chúng ta có thể đi thẳng ra đường Hoàng Vước Việt và Huỳnh Tấn Phát chỉ mất khoảng 40-50 m mà thôi, một vị trí rất là tuyệt vời để cho gia đình mình có thể show căn nhà xinh đẹp này. Khu vực này thì tập trung rất là nhiều công ty, do đó rất đông dân cư và nhân viên văn phòng. Do đó khi về show căn nhà này thì chúng ta có thể kinh doanh mua bán hoặc có thể cho thuê mặt bằng thì vô cùng là phù hợp để cho gia đình mình có thêm các khoản thu nhập hàng tháng. Một căn nhà với một cái vị trí vô cùng đẹp, rất là thích hợp cho việc kinh doanh mua bán mọi ngành nghề. Xung quanh bán kính 100 m đó thì có rất là nhiều tiện ích như là gần chợ nè, gần trường học, sân tennis, công viên, gần các khu chung cư lớn, cây xăng thì ở cách đó chỉ 100 m, nhà hàng, cà phê, quán ăn thì rất là tấp nập và nhộn nhịp. Và đặc biệt là vị trí này chỉ cách khu Phú Mỹ Hưng, cầu Ảnh Sau, quận 7 chỉ có vài trăm mét mà thôi. Một trục đường Huỳnh Tấn Phát đi thẳng khoảng 3-4 cây số là chúng ta có thể ra tới khu chế xuất Tuân Thuận, quận 7. Đi thêm khoảng 5-10 phút nữa là chúng ta có thể ra tới phố đi bộ Nguyễn Huệ và chợ Bến Thành, quận Nhất. Và một điều đặc biệt nữa là ở đường Huỳnh Tấn Phát thì có thêm trạm xe buýt để chúng ta có thể đi về công viên 23/9 và các quận thuộc trung tâm thành phố. Cho nên khi về sau căn nhà này thì quý khách hàng rất là tiện lợi trong việc di chuyển qua lại giữa các quận trong khu vực nội thành. Điểm nhấn của cái căn nhà này đó chính là cái không gian phòng khách được thiết kế theo phong cách hoàng gia, kết hợp với một cái quầy bar mini cực kỳ là ấn tượng cho những ai mới lần đầu tiên được trải nghiệm bên trong cái căn nhà mặt tiền đường phố này. Một cái bộ ghế sofa cũng như là một cái màn hình tivi cỡ lớn cũng đã được trang bị sẵn cho gia đình mình. Có thể nói đây chính là một cái không gian, một cái căn phòng khách không chỉ đẹp, mang tính nghệ thuật cao mà còn làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái nhất mỗi khi bước chân vào bên trong căn nhà này. Căn nhà mà quý khách hàng đang xem có một diện tích khá là lý tưởng, đó chính là ngang 5 m và dài 20 m, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn, được ép cọc bê tông theo kết cấu xây dựng là một trệt 3 lầu, gồm có 5 phòng ngủ rất là lớn và 6 nhà vệ sinh. Sân thượng trước và sân thượng sau rất là rộng rãi và thoáng mát, và một cái khoảng sân gara ô tô đậu trong nhà vô cùng là tiện lợi. một cái phòng khách rất là xinh đẹp và sang trọng như quý khách hàng đang xem. Một bếp và một cái cửa sổ giếng trời phía sau nhà có công năng chính đó chính là lấy gió và ánh sáng từ bên ngoài vào, rất là thông thoáng và mát mẻ. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là vị trí nhà nằm tại mặt tiền đường số, thuộc khu vực trung tâm quận 7, một cái vị trí rất là sầm uất nhất tại quận 7, tập trung rất là nhiều công ty cũng như là cửa hàng kinh doanh đa ngành nghề. Và hiện tại căn nhà xinh đẹp này đang được rao bán với một mức giá cực kỳ là hấp dẫn, chỉ 14 tỷ 900 triệu đồng là quý khách hàng có thể sở căn nhà với diện tích là ngang 5 dài 20 m, mặt tiền đường số tại khu vực trung tâm quận 7 này cho gia đình mình. Nếu như quý khách hàng quan tâm cũng như là yêu thích căn nhà này, xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909 076 085 để cho chúng tôi có thể dẫn quý khách hàng đi tham quan trải nghiệm căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý khách có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này cho gia đình mình. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like cũng như là nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển tiếp vào bên trong để tham quan cái khu vực phía sau nhà. Thì ở cái phần không gian khu vực phía sau nhà này chúng ta sẽ có không gian bếp, cửa sổ giếng trời và một cái toilet. Thì đây là toàn bộ cái khu vực không gian phòng bếp. Thì phải nói là cách thiết kế, trang trí và bố cục bên trong của cái căn nhà này nói chung và phòng bếp nói riêng rất là xinh đẹp và cực kỳ là sang trọng. Ở đây thì chủ nhà đã trang bị cho gia đình mình tất cả các nội thất dùng để phục vụ nhu cầu nấu nướng cũng như là nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình mình. Một cái tủ lạnh 2 cánh 500 lít cũng như là một cái bộ bàn ăn bằng gỗ rất là đẹp cũng đã được trang bị sẵn cho gia đình mình. Tủ kệ bếp như quý khách hàng đang xem phải nói là khá là đẹp và trông rất là bắt mắt. Và hiện tại thì tất cả những cái nội thất bên trong căn nhà này đều được tặng lại toàn bộ cho quý khách hàng khi về show căn nhà này. Do đó đây có thể nói là một cái món quà rất là có ý nghĩa của chủ nhà dành tặng cho chủ nhân mới của căn nhà này. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển ra cái phần cuối cùng của phía sau nhà gồm có cửa sổ, không gian giếng trời và toilet. Thì đây chính là cái khu vực không gian cửa sổ giếng trời dùng để lấy gió và ánh sáng từ bên ngoài vào, làm cho cái nhà của chúng ta lúc nào cũng thông thoáng cũng như là rất là sáng. Và cái khu vực toilet đặt ở phía sau nhà này cũng rất là hợp phong thủy cho gia đình mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục di chuyển lên cái khu vực cầu thang này để tiến lên tầng 1, tầng 2 và tầng 3, đó chính là sân thượng. Thì đây chính là cái cầu thang dùng để dẫn lên các tầng lầu bên trong của căn nhà này. Và bây giờ chúng ta đang có mặt ở trên cái khu vực tầng 1. Thì xin giới thiệu đến với khách hàng ở trên cái khu vực tầng 1 này á, chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, một cái phòng sinh hoạt chung rất là đẹp như thế này. Thì phải nói là cách thiết kế, trang trí và bố cục của căn nhà này á, được chủ nhà đặt rất là nhiều tâm huyết, cũng như là mang tính sáng tạo nghệ thuật rất là cao. Từng mỗi góc cạnh cho đến mỗi cái chi tiết đều được chủ nhà chăm chút và trang trí phải nói là vô cùng là đẹp và rất là sinh động. Thì những cái góc chết như thế này được chủ nhà làm cho nó trở nên rất là lung linh và huyền ảo. Và đây chắc chắn sẽ là một căn nhà rất là đáng để cho quý khách hàng bỏ thời gian đến tham quan, trải nghiệm thực tế và để sở hữu cho gia đình mình một cái căn nhà phải nói là rất là rộng rãi và thiết kế rất là đẹp, từ cái mặt tiền bên ngoài cho đến cách thiết kế và bố cục bên trong. Và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả mọi người cùng nhau tiếp tục di chuyển vào cái khu vực phòng ngủ đầu tiên để tham quan. Thì đây chính là cái khu vực phòng ngủ đầu tiên như quý khách hàng đang quan sát. Ở bên trong cái khu vực phòng ngủ đầu tiên này á, chúng ta dễ dàng quan sát thấy là tất cả những cái không gian cũng như là toàn bộ nội thất bên trong căn nhà này á, đều được chủ nhà trang bị chăm chút rất là tỉ mỉ. Từ cái giường 1m8 chăn ga gối nệm cũng đã được đặt sẵn trên cái chiếc giường này. Rèm cửa, bàn trang điểm, máy lạnh cũng đã được trang bị sẵn cho gia đình mình. Và một điều đặc biệt nữa là sàn nhà được chủ nhà ốp gỗ 100%, do đó cho chúng ta có cảm giác đi lại rất là nhẹ nhàng, an toàn và cực kỳ là sang trọng. Phải nói là cái không gian phòng ngủ này khá là rộng rãi và rất là phù hợp cho mọi lứa tuổi. Do đó khi về số căn nhà này á, gia đình chúng ta cũng không cần thiết phải bỏ nhiều thời gian cũng như là công sức đi lựa chọn những cái nội thất, bởi vì chủ nhà đã trang bị sẵn cho gia đình mình hết rồi. Do đó chúng ta chỉ cần việc xách vali vào và hưởng thụ ngay một cái căn nhà phải nói là rất là đẳng cấp và rất là xinh đẹp tại cái khu vực trung tâm quận 7 này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục di chuyển ra cái khu vực ban công trên tầng 1 để nhìn ngắm khung cảnh xung quanh từ cái vị trí nhà mà chúng ta đang đứng. Thì khi đứng từ cái vị trí này á, phóng tầm mắt nhìn bao quát khung cảnh xung quanh, phải nói đây là một khu dân cư rất là đẹp, nhà phố cao tầng đồng đều và san sát nhau. Khu vực ban công này á, được chủ nhà thiết kế rất là tỉ mỉ và cũng rất là đẹp. Đây chắc chắn sẽ là một nơi để cho gia đình chúng ta có những cái giây phút mà giải trí nè, cũng như là xua tan đi những cái cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài lao động mệt mỏi. Thì khi chúng ta bước ra cái khu vực ban công này á, cảm giác đầu tiên đó chính là cái không khí rất là trong lành và mát mẻ, kết hợp lại với cái bầu trời ánh sao cũng như là xung quanh nhà phố cao tầng đồng đều và rất là đẹp, cho chúng ta có ngay một cái cảm giác xua tan đi mệt mỏi, cũng như là tạo cho chúng ta thêm cái năng lượng sau một ngày dài lao động vất vả. Nhà của chúng ta được sở hữu một cái mặt tiền đường nhựa rất là lớn, do đó ô tô có thể vào và đậu ngay trước nhà rất là thoải mái mà không sợ phải ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Một cái khu vực phải nói là rất là đẳng cấp, nơi tập trung rất là nhiều công ty cũng như là dân cư rất là văn minh và lịch sự. Và đây chính là cái toilet bên trong của cái căn phòng này. Thì nhà của chúng ta có tổng cộng là 5 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều có toilet cực kỳ là sang trọng như thế này. Thì trong cái toilet được trang bị nội thất cũng như là trang thiết bị hiện đại nhất, gồm có vòi tắm massage nhiều chế độ để cho quý khách hàng cảm thấy thoải mái nhất khi về sở hữu căn nhà này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục di chuyển qua phòng kế bên để tham quan phòng ngủ thứ hai ở trên cái tầng 1. Thì cũng giống như cái phòng ngủ đầu tiên, thì ở cái phòng ngủ thứ hai này chủ nhà cũng đã trang bị cho chúng ta tất cả các nội thất cần thiết nhất để cho gia đình mình khi về sở hữu căn nhà này không còn phải tốn thời gian cũng như là tiền bạc mua sắm trang thiết bị nội thất nữa. Thì ở bên trong cái căn phòng ngủ này á, thì phải nói là khá là rộng rãi. Chúng ta cũng có thêm một cái cửa sổ. Vào ban ngày thì chúng ta có thể mở cái cửa sổ này ra để lấy gió và ánh sáng từ bên ngoài vào, làm cho cái căn phòng của chúng ta cảm giác rất là sáng và rất là mát mẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục di chuyển lên cái khu vực tầng 2 để tham quan hai phòng ngủ. Thì đây là cái cầu thang dùng để dẫn lên ở tất cả các tầng lầu. Như quý khách hàng đang quan sát, mặt cầu thang được làm bằng đá hoa cương cực kỳ là sang trọng và ấn tượng, với tay vịn bằng gỗ căm xe, mặt dựng làm bằng kính cường lực 10 ly cho cảm giác đi lại rất là an toàn và chắc chắn. Và đây chính là cái khu vực tầng 2. Thì ở trên cái khu vực tầng 2 này chúng ta sẽ có tổng cộng là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, một cái khoảng sinh hoạt chung như quý khách hàng đang xem trên màn hình. Với cái khoảng sinh hoạt chung này thì rất là tiện ích cho gia đình mình. Căn nhà mà quý khách hàng đang xem có một diện tích khá là lý tưởng, đó chính là ngang 5m và dài 20m, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn, được ép cọc bê tông theo kết cấu xây dựng là một trệt 3 lầu, gồm có 5 phòng ngủ rất là lớn và 6 nhà vệ sinh. Sân thượng trước và sân thượng sau rất là rộng rãi và thoáng mát, và một cái khoảng sân ga ô tô đậu trong nhà vô cùng là tiện lợi. Một cái phòng khách rất là xinh đẹp và sang trọng như quý khách hàng đang xem, một bếp và một cái cửa sổ giếng trời phía sau nhà, có công năng chính đó chính là lấy gió và ánh sáng từ bên ngoài vào, rất là thông thoáng và mát mẻ. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là vị trí nhà nằm tại mặt tiền đường số, thuộc khu vực trung tâm quận 7, một cái vị trí rất là sầm uất nhất tại quận 7, tập trung rất là nhiều công ty cũng như là cửa hàng kinh doanh đa ngành nghề. Và hiện tại căn nhà xinh đẹp này đang được rao bán với một mức giá cực kỳ là hấp dẫn, chỉ 14 tỷ 900 triệu đồng là quý khách hàng có thể sở hữu căn nhà với diện tích là ngang 5 dài 20m, mặt tiền đường số tại khu vực trung tâm quận 7 này cho gia đình mình. Nếu như quý khách hàng quan tâm cũng như là yêu thích căn nhà này, xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909 076 085 để cho chúng tôi có thể dẫn quý khách hàng đi tham quan trải nghiệm căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý khách có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này cho gia đình mình. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like cũng như là nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau di chuyển lên cái khu vực tầng 3 và cũng là tầng cuối cùng bên trong của cái căn nhà này. Thì ở trên cái khu vực tầng 3 này chúng ta sẽ có một cái sân thượng phía trước và một cái phòng ngủ phía sau đầy đủ tất cả các nội thất cũng như là tiện ích giống như cái phòng ngủ mà chúng ta vừa xem. Thì ở trên cái khu vực tầng 3 này chúng ta cũng có thêm một cái cửa sổ giếng trời ở giữa nhà để lấy gió và ánh sáng cực kỳ là thoáng mát. Đây chính là một cái khoảng sân sinh hoạt ở trên cái khu vực tầng 3 được chủ nhà trang bị sẵn cho gia đình mình một cái bộ ghế, bốn ghế và một cái bàn trà để cho chúng ta có thể nhâm nhi một tách trà hoặc một ly cà phê vào mỗi buổi sáng thì thực sự rất là có ý nghĩa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển ra cái khu vực sân thượng này để nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Thì ở đây chủ nhà đã làm sẵn cho gia đình mình đó một cái hàng rào khung bao bằng sắt rất là dày và chắc chắn, và một cái xích đu nho nhỏ cũng đã được lắp đặt sẵn trên cái sân thượng này để cho gia đình mình mỗi buổi sáng hoặc mỗi buổi chiều có thể lên đây thư giãn hoặc là nghỉ ngơi. Thì phải nói là vô cùng tuyệt vời. Và đây chính là cái khu vực phòng ngủ thứ 5 ở trên cái tầng 3. Thì ở bên trong cái khu vực phòng ngủ này cũng đã được gia chủ lắp đặt sẵn những cái nội thất cần thiết nhất để cho gia đình mình về và có thể sử dụng ngay. Bên cạnh đó thì có thêm một cái cửa sổ cho chúng ta rất là thoáng mát. Và ở bên trong cái phòng ngủ này cũng có thêm một cái nhà vệ sinh khép kín rất là tiện lợi cho gia đình mình về sử dụng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.